Xin chào tất cả quý bạn cùng đến với xe 2 giờ Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng ngân bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Honda CRV bản L, bản 1 cầu Khi mà sang uh, cuối tháng 1 năm 24 này, chiếc xe Honda CRV bản L này đang có chương trình khuyến mại giảm giá rất sâu chồng nhé Còn anh em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em Bởi vì kênh xe 2 giờ cũng chuyên về giá xe tổng ngân bánh và các chương trình khuyến mại ạ. À. Ok đi vào chi tiết ạ. À. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe ạ. À. Với giá miết của chiếc xe là 1 tỷ 159 triệu. Sang tháng 1, cuối tháng 1 năm 24 này thì đại lý chúng đang bán với giá đang là 1 tỷ 084 triệu. Tức là đang giảm giá cho anh em là 75 triệu tiền mặt và tặng thêm cho anh em là 70 triệu phụ kiện nữa nhá. Tổng khuyến mại lên tới là 145 triệu đồng đi ạ. À. Vậy thì chiếc xe Honda CRV bản L này Lá nó đang là 1 tỷ 246 triệu. Còn tỉnh thì 1 tỷ 203 triệu. Tỉnh A Tuyên Trăm thì 1 tỷ 226 triệu. Và ở Tây Minh thì 1 tỷ 222 triệu ạ. Còn anh em giờ tốt hơn, thêm một khuyến mại nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá. Còn đối trả góp thì anh em hiểu ra với giá đang là 394 triệu thôi ạ Tỉnh thì là 351 triệu Tỉnh áp tuyến trăm thì là 375 triệu Và ở Tiến Minh thì là 371 triệu ạ Ở dưới phần mô tả em có một đường link Đó chính là đường link về nhận báo giá Anh em muốn gửi giá xe à Tổng ngân bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lát xuống là như thế nào Thì anh em điểm tin như tên, địa chỉ, số điện thoại loạn sau quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp đều thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất ạ. Các chi phí mà em đã tính vào cho anh em đó chính là thuế trước bạ, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí trường bộ và bảo hiểm trách nhiệm sự. Ok, vậy giao này giới thiệu cho anh em về giá xe, tổng ngân bánh, chương trình khuyến mại cho chiếc xe Honda CRV bản L bản một cầu rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy giờ này xin phép em sẽ dừng dầu đây. Anh em có thì hay thì bấm like đăng ký kênh em nhé. Để sẽ cập nhật cho anh em về giá xe trong dòng xe của Honda cũng như các xe khác nhau để cho anh em sẽ lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Ok xin phép em sẽ dừng dầu đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn sau này các bạn. Ạ.